Ôi 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 rồi ôi. Nguy hiểm quá. Toàn mưa mưa to quá. Có. Chơi lễ hội này. Chơi lễ hội con gái ngồi lên đầu mình nè. Đây ba đây. Đẹp quá. Lễ hội sầu riêng. Hát kênh. Không hiểu. Sầu riêng tách muối sẵn. Đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Up. Sân khấu. Lễ hội sầu riêng mà nhìn cái đám mây ngay chỗ cái lễ hội sầu riêng kìa. Ô trời ơi. Số 7, số 1, 24, ba chị theo một gác bếp nghe mùi khói thì chắc đó 40.000 một lạng. Cái chiếu này ngon không? Bán mẹ đi, bán mẹ đi. Cô hỏi cứ làm việc thoải mái đi. Có thắng có ngựa. Gia Lai ẩm thực của Gia Lai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.